Tối ngày 6 tháng 12, nhiều ngôi sao của làng giải trí như Thủy Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Ngọc Trinh, Diệu Nhi cùng góp mặt tại một sự kiện thời trang với vai trò khách mời. Hết trầm trồ vì nhan sắc của dàn mỹ nhân showbiz, người hâm mộ trên mạng xã hội đang tranh cãi khá gay gắt vì đoạn video ghi lại khoảnh khắc khó xử giữa các nghệ sĩ ở hàng ghế đầu. Trong đoạn video đang nhận được lượng bình luận khủng này, nữ ca sĩ Thủy Tiên ngồi đúng ghế do ban tổ chức sắp xếp đã đứng dậy rời khỏi vị trí khi Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Trinh và Linh Chi cùng nhau chụp ảnh. Nếu như Linh Chi là nhân vật bị chửi bới nhiều nhất thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng thê thảm không kém. Cụ thể, trang cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc hiện đang nhận về hàng trăm nghìn bình luận chỉ trích từ dân mạng. Trong đó, đa phần đều chụp lại khoảnh khắc ánh mắt hình viên đạn của Lan Ngọc và spam bình luận với tần suất chóng mặt. Từ trước đến nay, Ninh Dương Lan Ngọc được biết đến với hình tượng ngọc nữ xinh đẹp và tài năng. Tuy nhiên, sau đoạn clip này, rất nhiều khán giả cho biết đã cảm thấy vô cùng thất vọng và chính thức anti ngay và luôn nữ diễn viên gái giả lắm chiêu.